Chào chú anh chị nha, em còn hai cái thổi lá là em xả luôn nha. Này là hai con thổi lá Komatsu BC4003 nha. EB4003 ha. Này như là 41 ly nữa. Này em chưa có bung mở ra. Thì nghe kỹ rồi mua nha, hàng này là hàng bãi chưa dọn về thì nó có đủ thiếu gì đấy thì anh em tự tìm đồ nha. Đó. Này là nó nguyên cặp, nó cùng mã cùng loại nhau bán luôn. Đây con này thì chế được còn nha, chế là chế 430 này, chế quanh rù 430 ha, chế ngang ha. Mấy con chế ngang thì xài nó rất là bốc mà nó nhảy nổ. Nè EB4003 nha, của Mitsu. Lốc máy thì rất là mới nha. Con này thì em mồi xăng nó nổ luôn nha mọi người. Mồi xăng nó nổ. Thì con này dọn nó rất là dễ nha. Chỉ cần vệ sinh rồi chút bình thịt con rồi gắn ống xăng rồi cho nghiêm chỉnh rồi cho nó nổ thôi. Sùng nó nè. Dây mang Genoa. Nhưng mà nó đứt mất nó còn cái, về mua cái dây khác nha. Tay ga nó hiện đại nha mọi người, không tắt ở trên này luôn. Dây giật sáng sáng này hơi rất là căng. Dọn con này lên ok. Con này thì để làm phụ tùng được. Con này thì về cái này là em cái này về là em tháo cái cục lửa rồi mọi người, cục lửa em tháo bán cho khách rồi. Còn cái con này thì nó khi về nó không có buri dặn vô ấy, thì em thấy nó đóng phen đây này rồi nó rớt cát rồi trong này, thì em có mở bô thử thì em thấy nó hơi nó còn khá là ngon. Về mình rút ra hoặc là mình xịt hơi cho nó sạch, tại vì để nó không có buri để bãi nó. Thì con này thì em mang sát nha. Chế là cũng y chang với chế con này nha. Chế 430. Bình xăng nó còn này. Khung này. Khung nó là chắc chắn nha. Cánh quạt. Cái con này thì em bán cát, bán sát. Thì cặp này là tại nó thiếu đồ đúng không? Thiếu chụp giật đồ. Cặp này em xả 2 triệu hai con luôn nha. Cả hai con là 2 triệu nha mọi người. Chứ thường thường như một con thế này thì dọn lên là nó đã đầy đủ đồ bán lẻ thì nó đã 3 triệu rưỡi một con rồi đó. 3 triệu rưỡi 4 triệu một con, tùy đẹp xấu rồi. Tem mát nó còn đầy đủ hay không. Cặp này em xả cho 2 triệu nha, không bao ship. Không bao ship nha. Tiền ship thì nó cũng không có cao nha mọi người. Này đóng là đóng 2 triệu. Máy này là mồi xăng nổ nha.